នេះជាឱកាសល្អមួយដែរដែលយើងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនហើយក៏អាចជួយឲ្យដីនៅកម្ពុជាយើងឡើងថ្លៃហើយក៏អាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាងកាន់តែប្រសើរចំណូលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចយកដីនៅចំណុចណាមួយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មករៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញជប៉ុនឲ្យមករស់នៅទីតាំងដីនឹងយើងអាចនិយាយថាជាបកការជាទីក្រុងសម្រាប់ជប
bà tay cầm chìa lâu thế thì còn nóng chìa phân quân mà ruột nơi bằng cả nơi ca ruột nơi đôi nơi bà tay chìa phân chẳng bố chẳng thấy những mất mấy tệ tiên quốc ở mà ruột này ruột nơi bà tay quân cổ thòm chìa khăn khăn nè khi mơ bị tổ nít khơi bị chìa bà rốt chìa phân khá hay quân đặt quốc khăn mình thèn đối chứ này khi chưa thay bà miên tắc đây rưu tì không chìa phân nơi cầm chìa hay miên chìm nói tệ tiên phơi chìa bắp lõ sở bắt đập hiệp lõ dương nàng ác tệ tiên chìa chân chìa phân chả mà ruột nơi cầm chìa